Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Thủ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, huấn luyện viên Ken Zarzuc đọc vanh vách đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam đấu đội tuyển U23 Thái Lan trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6, và nói một điều khiến cho nữ tỷ phú cũng như các cầu thủ viên của Thái Lan chết lặng. Cuộc họp báo chí của Thái Lan đau đớn khi mà nói rằng 4 năm vừa qua chúng ta đã không thể thắng được U23 Việt Nam, và chính vì lý do này mà khiến cho bà nữ tỷ phú Malambang đang cực kỳ quyết tâm để đánh bại đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay. Và cuối cùng đó là nhận xét của Bruce Quang Huy. Anh cho rằng trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam ở châu Á và đặc biệt là cuộc đối đầu với đội tuyển U23 Thái Lan sẽ có những kết quả thực sự là rất thú vị. Vâng, trong buổi tối ngày hôm nay thôi, vào lúc 22 giờ thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển U23 Thái Lan trong trận đấu đầu tiên của vòng chung kết U23 châu Á 2022. Và để nói về câu chuyện này thì chắc chắn chúng ta cũng đang rất mong chờ là cái chia sẻ của một người Thái Lan, đó chính là huấn luyện viên Ken Zarzuc sẽ chia sẻ những gì. Trong thời gian vừa qua, kể cả từ vòng chung kết U23 Đông Nam Á rồi tới SEA Games 31 vừa qua, thì huấn luyện viên Ken Zarzuc cũng đặc biệt quan tâm đến hai đội tuyển, đó chính là Việt Nam và Thái Lan. Bởi hiện nay thì làm việc tại Việt Nam thì huấn luyện viên Ken Zarzuc cũng đã rất nhiều lần nói rằng là ông mong muốn tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ để giúp cho bóng đá Việt Nam chúng ta phát triển hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì dù rằng là trong quá khứ thì bóng đá Thái Lan cũng mang đến cho huấn luyện viên Ken Zarzuc rất nhiều nỗi đau. Thế nhưng với một con người là người của Thái Lan thì đương nhiên là ông ấy vẫn luôn có một cái tình yêu với lòng tự hào dân tộc của mình rồi. Và để nhận định về trận đấu sắp tới thì với huấn luyện viên Ken Zarzuc, một con người có hiểu biết rất lớn về bóng đá Việt Nam và đặc biệt là những cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam vừa qua, thì ông ấy cũng đưa ra những nhận định về cái đội hình mà đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sử dụng trong trận đấu này, cùng với đó dự đoán về cái diễn biến của trận đấu và khiến cho các cổ động viên của Thái Lan chắc chắn sẽ cảm thấy khá buồn. Trên trang cá nhân của mình thì mới đây huấn luyện viên Ken Zarzuc cũng chia sẻ về những cầu thủ sẽ có thể ra sân của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu vào tối ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì ông cũng nói về diễn biến của trận đấu và cho rằng đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn dành cho cả hai đội. Sẽ là một trận đấu rất cân bằng và cả hai huấn luyện trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ sử dụng một lối chơi rất kín kẽ. Vì vậy mà có thể kết quả của trận đấu sẽ được định đoạt bởi những tình huống của những cầu thủ xử lý cá nhân. Và một trong số đó thì ông Ken Zarzuc cũng nhắc đến việc là hiện nay đội tuyển U23 Việt Nam có một lối chơi rất gắn kết, mặc dù trong đội hình của họ không có quá nhiều những ngôi sao. Và đặc biệt là huấn luyện viên Ken Zarzuc cũng nói về việc đội tuyển U23 Việt Nam trong một thời gian dài vừa qua chưa nhận bất cứ một bàn thua nào. Chính vì vậy mà để cho đội tuyển U23 Thái Lan có thể chọc thủng lưới đối thủ trong trận đấu này là không hề dễ dàng. Hơn nữa thì nhận định về tỷ số của trận đấu, huấn luyện viên Ken Zarzuc thì cũng không nói rõ ràng, khi ông ấy nói rằng là những tình huống cố định có thể sẽ mang đến sự bất ngờ dành cho đội tuyển U23 Thái Lan. Vì vừa qua thì đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã rất nhiều lần thực hiện những tình huống bóng chết với tình huống đánh đầu, và ông cho rằng điều này cũng có thể sẽ khiến cho đội tuyển U23 Thái Lan sẽ phải nhận một trận thua tối thiểu trước đội tuyển U23 Việt Nam. Ông còn nói rằng đội tuyển U23 Thái Lan có rất nhiều những cầu thủ giỏi, thế nhưng sự gắn kết của đội tuyển U23 Việt Nam chắc chắn sẽ khiến cho Huyền Sri Lanka gặp rất nhiều những vấn đề. Tôi tin rằng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ vẫn sử dụng những lối chơi như thường thấy, đó là chắc chắn ở khu phòng ngự. Mặc dù mới đây tôi biết rằng là huấn luyện viên của đội tuyển U23 Việt Nam, ông Gong Kyung cũng rất mong muốn sẽ thể hiện một lối chơi tấn công. Nhưng ông cho rằng trước đội tuyển U23 Thái Lan thì đội tuyển U23 Việt Nam cũng rất khó có thể triển khai được cái thế trận này. Vì vậy mà ông tin rằng với những tình huống cố định mà đội tuyển U23 Việt Nam đã thực hiện rất nhiều trong những thời gian vừa qua và cũng đã có rất nhiều bàn thắng, thì đây sẽ là mấu chốt quyết định trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Thái Lan. Và cùng với đó thì huấn luyện viên Ken Zarzuc cũng kể ra một số cái tên gần như chắc chắn sẽ ra sân trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu tối ngày hôm nay. Đó thứ nhất là thủ môn Văn Toản, thứ hai đó là Bùi Hoàng Việt Anh, rồi những cầu thủ như là Thanh Bình, rồi là Lê Văn Đô, Phan Tuấn Tài, rồi Dụng Quang Nho, Huỳnh Công Đến và đặc biệt đó là Lý Công Hoàng Anh. Rồi phía trên thì những cầu thủ tấn công như Văn Tùng hay Minh Bình và Nhâm Mạnh Dũng, đặc biệt là cầu thủ vừa qua đã phá lưới đội tuyển U23 Thái Lan để giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi vô địch, sẽ là những cầu thủ mà theo huấn luyện viên Ken Zarzuc sẽ là những nhân tố đặc biệt giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có một thế trận cân bằng với đội tuyển U23 Thái Lan trong trận đấu vào tối ngày hôm nay. Và cá nhân chúng tôi thì cũng thấy rằng đó là những phát biểu cũng rất chính xác. Hiện nay thì đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đương nhiên là rất muốn sẽ có được thế trận tấn công. Thế nhưng trước đội tuyển U23 Thái Lan thì có lẽ rằng một thế trận cân bằng giữa hai đội sẽ là điều mà chúng ta có thể dự đoán được.
Cùng với đó thì với những gì mà chúng ta đã thể hiện, với những tình huống bóng chết vừa qua đã khiến cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta gặt hái được những thành công có thể nói là xuất sắc. Vì vậy mà cũng có thể đây sẽ là một trong những tình huống quyết định trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Và để nói vì sao mà vừa qua thì bà nữ tỷ phú của Thái Lan lại dành cho Việt Nam, U23 Việt Nam một sự tôn trọng lớn như vậy khi mà nói rằng là trận đấu với đội tuyển U23 Việt Nam giống như là một trận chung kết vậy, và rất muốn rằng là cầu thủ số 12, đó là những khán giả trên sân, sẽ tiếp cho sức cho thầy trò huấn luyện Sri Maka. Và chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà bà Mapang rồi ông Sri Maka cũng đều có những sự thận trọng riêng khi mà nói về đội tuyển U23 Việt Nam. Lý do đó là voi chuyến hiện nay đang sở hữu một thành tích khá là tệ hại trước Việt Nam. Từ cuối năm 2017 đến tận ngày hôm nay thì U23 Thái Lan có 6 trận đấu với Việt Nam nhưng chỉ hòa có đúng một trận thôi, còn đâu là 5 trận thua, ghi 3 bàn và thủng lưới tới tận 11 bàn. Và trận thua gần nhất tại chung kết SEA Games 31 thì bà Malapang là trưởng đoàn và tự tin rằng sẽ giành được tấm huy chương vàng. Thế nhưng cuối cùng thì họ lại thất bại. Và đây là thất bại đầu tiên của Thái Lan trong 17 lần họ vào chung kết của SEA Games. Và hơn hết thì đội tuyển U23 Thái Lan hiện nay và đội tuyển U23 Việt Nam đã có 3 lần chạm trán trong năm 2022. Và đặc biệt là đội tuyển U23 Thái Lan đều nhận trận thua chung cuộc với cùng tỷ số đó là 1-0 và không ghi được bất cứ một bàn nào cả. Và tất cả cho thấy rằng hiện nay thì đội tuyển U23 Thái Lan đang chịu một sức ép rất lớn trong cái cuộc đối đầu với đội tuyển U23 Việt Nam vào tối ngày hôm nay. Và Thái Lan hiện nay đang có tham vọng lớn, nhưng cuối cùng nếu lại có một thất bại nữa thì chắc chắn tất cả sẽ lại sụp đổ trước Việt Nam mà thôi. Và để nói rằng là tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chúng ta cùn, thế nhưng hãy nhìn lại xem Thái Lan đối đầu với chúng ta trong nhiều trận vừa qua rồi, họ có ghi nổi bàn thắng nào đâu. Vì vậy mà một điều khẳng định lại rằng là khi mà chúng ta đã chơi phòng ngự tốt thì đối thủ cũng khó có thể mà chọc thủng lưới được. Và đương nhiên đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng thế thôi. Thế tỷ số 1-0 là quá đủ để chúng ta có những 3 điểm và đã có được những chức vô địch rồi. Mà nói về câu chuyện này thì báo chí của Thái Lan và mới đây tờ Thái Rat cũng đã chia sẻ với những bất lợi và những thống kê khá là buồn dành cho Thái Lan ở những đấu trường vừa qua ở cấp độ U23. Tờ báo này còn nói rằng trận đấu gần nhất chúng ta thắng được U23 Việt Nam là tại vòng bảng SEA Games 2017, cách đây tận 5 năm rồi. Và còn nếu tính trong 4 năm vừa qua thì chúng ta chỉ ghi được có 2 bàn mà không thắng được bất cứ một trận đấu nào trong 5 cuộc đối đầu vừa qua cả. Và 4 năm qua thì U23 Thái Lan đã lép vế hoàn toàn trước đội tuyển U23 Việt Nam từ đấu trường khu vực cho tới châu lục. Vì vậy mà chắc chắn hiện nay thì họ đang rất muốn thắng đội tuyển U23 Việt Nam của thầy trò Huynh Gong Kyung. Và như được biết thì ông Sri Maka có khẳng định rằng là dù đối thủ con ai, là Việt Nam hay thậm chí kể cả là Hàn Quốc chăng nữa thì ông ấy cũng sẽ giành chiến thắng thôi. Và bên lề của buổi tập vừa qua thì một cầu thủ tiền đạo của U23 Thái Lan đó là Supanat có nói rằng: "Chúng tôi đã thua U23 Việt Nam tại chung kết của SEA Games 31 và lần này hai đội đã tiếp tục đấu nhau ở giải châu Á. Tôi rất muốn rằng sẽ có một chiến thắng và sẽ cố gắng hết sức để làm điều này." Và cuối cùng là câu chuyện chia sẻ của Biron Quang Huy, anh cũng cho rằng đó là màn thể hiện của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ là những màn thể hiện rất thú vị. Biron Quang Huy có nói rằng: "Các cầu thủ trẻ trưởng thành ra sao khi mà thi đấu dưới sự dắt của huấn luyện viên mới và không có các đàn anh cũng là điều cần chúng ta phải quan tâm. Lý Cơ Hoàng Anh sẽ thế nào nếu không có những Hùng Dũng hay Hoàng Đức? Công Đến sẽ có cơ hội đá nhiều hơn, Quang Nho Hai Long thì cũng sẽ được sử dụng ra sao? Rồi trên hàng công, những danh chung như Mạnh Dũng sẽ ra sao khi mà không có Tiến Linh?" Huấn luyện viên Quang Huy cũng đặt vấn đề về lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới. Và anh còn nói thêm rằng là thành công tại SEA Games sẽ giúp cho những cầu thủ trẻ thi đấu với một tâm thế khác. Trước đó thì nhiều người bước vào SEA Games 31 với một tâm thế là nghi ngại. Đồng thời người hâm mộ thì cũng chưa có quá nhiều tự tin về họ. Thế nhưng qua 2 tuần thử lửa với 6 trận đấu thì những cầu thủ trẻ đã thu về được rất nhiều những kinh nghiệm quý báu. Các trận đấu vừa qua đều rất áp lực và đông đảo khán giả theo dõi. Và đó có lẽ là điều khiến cho những cầu thủ họ chưa từng được trải nghiệm trong sự nghiệp của mình. Và để nói về đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 thì Biron Quang Huy có nói rằng: "Trong bảng này thì U23 Hàn Quốc nhiều khả năng họ sẽ chắc suất đi tiếp rồi. Và hai đối thủ còn lại đó là Malaysia và Thái Lan thì chúng ta cũng đã đều đã thắng tại SEA Games 31. Và đúng là sắp tới thì những cầu thủ trẻ không có các đàn anh để giúp đỡ và dẫn dắt. Thế nhưng các đội khác thì cũng như vậy mà thôi. Vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ là một thách thức với huấn luyện viên Gong Kyung. Thế nhưng ta có thể chờ đợi rất nhiều điều thú vị. Ông ấy có một bản lý lịch tốt và từng là huấn luyện viên phó của đội tuyển U20 Hàn Quốc giành ngôi Á quân thế giới. Và quan điểm của bóng đá của ông Gong Kyung cơ bản là cũng giống ông Park thôi.
mà tôi tin rằng là VFF cũng đã tham khảo Wim Pauwelser trước khi mà quyết định ký hợp đồng với huấn luyện viên Hugh. Và có thể U23 Việt Nam khi vào tay của huấn luyện viên mới thì đường hướng cũng đã sẽ khác đi. Chưa nói thành tích, nhưng những thay đổi có thể mang đến sự sảng khoái khi mà thi đấu cho những cầu thủ trẻ. Và tôi tin tưởng rằng là tư tưởng của Pauwelser sẽ được kế thừa và ông Gong sẽ có những điều chỉnh để cho những cầu thủ có thể hoàn thiện mình hơn. Và đó là những chia sẻ rất tuyệt vời của Bình Quang Huy. Mà vừa qua thì cũng có một số những nguồn tin trích dẫn của lời của Bình Quang Huy nhưng có vẻ là không chính xác. Cho nên là cũng khá là tai tiếng cho anh ấy và hy vọng rằng chúng ta cũng nên có những nhìn nhận thông tin chuẩn mực để đưa ra những đánh giá tốt nhất. Còn tới đây thì bản tin của Tổ bóng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tổ bóng đá.